Nhân Trạch ngày nay xin kính chào bạn. Cảm ơn bạn đã đến với kênh YouTube của chúng tôi. Chúc bạn có thật nhiều niềm vui và hạnh phúc. Sáng 24 tháng 9 tại huyện Nhân Trạch, Bộ Giao thông Vận tải, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai và Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lễ khởi công dự án thành phần 1A của dự án đầu tư xây dựng đoạn Tân Vạn Nhân Trạch giai đoạn 1 thuộc đường vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh. Dự lễ khởi công có Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Lê Anh Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Võ Văn Hoan, đại diện Đại sứ quán Hàn Quốc. Về phía Đồng Nai có Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Hoàng Thị Bích Hằng, các Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Võ Tấn Đức, Nguyễn Thị Hoàng. Dự án thành phần 1A của dự án đầu tư xây dựng đoạn Tân Vạn Nhân Trạch giai đoạn 1 thuộc đường vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh có chiều dài hơn 8 km, gồm 6,3 km đoạn qua địa bàn Đồng Nai và hơn 1,9 km qua địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Dự án được xây dựng với quy mô đường cấp 3 đồng bằng, tốc độ thiết kế 80 km/h, gồm 4 làn xe cơ giới và 2 làn xe hỗn hợp. Tổng mức đầu tư của dự án thành phần là hơn 6.900 tỷ đồng, trong đó chi phí giải phóng mặt bằng là hơn 2.200 tỷ. Thời gian thi công dự kiến là 3 năm, dự kiến hoàn thành vào tháng 9 năm 2025. Thì chúng tôi, Ban Quản lý Dự án Mỹ Thuận, sẽ phải phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai, Thành phố Hồ Chí Minh và Thành phố Thủ Đức để là trước hết là phải hoàn thành cái công tác giải phóng mặt bằng để bàn giao cho nhà thầu để đảm bảo tiến độ chung. Cái thứ hai nữa là toàn bộ Ban Quản lý Dự án Mỹ Thuận cũng đã chỉ đạo là tư vấn và nhà thầu Hàn Quốc cũng như là các đơn vị thầu phụ là phải đảm bảo chất lượng, an toàn tuyệt đối và đảm bảo tiến độ để hoàn thành cái dự án đúng thời hạn. Đây là cái dự án mà chúng ta kết hợp kể cả nguồn vốn của Trung ương và của nguồn vốn địa phương. Nên chúng tôi rất mong rằng là địa phương phải bố trí được vốn và triển khai nhanh công tác giải phóng mặt bằng. Thì chỉ có triển khai nhanh công tác giải phóng mặt bằng thì công tác thi công mới bắt kịp được tiến độ và đảm bảo theo đúng kế hoạch đề ra. Theo Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Võ Tấn Đức, do hạn chế trong kết nối giao thông nên đến nay đô thị Nhân Trạch vẫn chưa đạt đủ các tiêu chí của một đô thị loại 2 dù đã có định hướng phát triển. Dự án thành phần 1A khi hoàn thành xây dựng sẽ tạo hướng kết nối mới giữa huyện Nhân Trạch với Thành phố Hồ Chí Minh cũng như các địa phương trong khu vực. Từ đó mở ra cơ hội để Nhân Trạch trở thành đô thị loại 2, đồng thời tạo tiền đề để hoàn thành toàn bộ dự án đường vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh khẳng định Đồng Nai sẽ đẩy nhanh tiến độ công tác giải phóng mặt bằng, xử lý các khó khăn vướng mắc để có thể bàn giao toàn bộ mặt bằng cho chủ đầu tư trong năm 2022. Nhân Trạch ngày nay xin cảm ơn bạn đã xem kênh YouTube của chúng tôi. Bạn hãy nhớ đăng ký kênh để không bỏ lỡ những thông tin mới nhất về Nhân Trạch được chúng tôi cập nhật lên hàng ngày. Xin chào và hẹn gặp lại bạn trong những video sau. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.